Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói với ông rằng: Đây đích thực là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh. Ông Nathanael thôi nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, thứ bảy nào chúng ta cùng đến đây hành hương kính Đức Mẹ. Thứ bảy hôm nay đặc biệt phụng vụ hội thánh mừng lễ các tổng lãnh thiên thần và nêu đích danh ba vị, đó là Michael, Gabriel và Raphael. Mỗi một thiên thần xuất hiện ở trong kinh thánh đều mang một sứ mạng. Riêng ba vị tổng lãnh thiên thần này không chỉ là mang một sứ mạng và thực thi sứ mạng đó ở nơi nhân loại này, thưa anh chị em, mà ba vị tổng lãnh thiên thần này còn mặc khải cho chúng ta thấy dung mạo của Thiên Chúa. Và sự hiện diện của ba vị này, tên gọi của ba vị này chính là lời tuyên xưng đức tin. Và tôi mời anh chị em chúng ta hãy cùng tuyên xưng đức tin với ba vị tổng lãnh thiên thần này, và cách đặc biệt chúng ta chiêm ngắm bức chân dung mẹ hằng cứu giúp. Anh chị em chiêm ngắm bức ảnh thánh đó, anh chị em để ý bên trái và bên phải của mẹ, đó là hình hai vị tổng lãnh thiên thần. Một vị cầm cái thập giá, đó là tổng lãnh thiên thần Gabriel. Vị còn lại cầm lưỡi đồng và cái bọt biển, đó là tổng lãnh thiên thần Michael. Michael có nghĩa là gì thưa anh chị em? Michael, hay chúng ta còn gọi là Michael, cái chữ El đó có nghĩa là Thiên Chúa. Michael có nghĩa là Thiên Chúa không có ai bằng Ngài, duy nhất không có ai giống như Ngài, chỉ một mình Ngài là Chúa duy nhất, là Thiên Chúa duy nhất. Và đó là lời tuyên xưng đức tin của dân Israel, thưa anh chị em. Và Đức Chúa nói với dân Israel rằng: Không có một vị thần nào khác ngoại trừ ta, và ngươi không được thờ kính bất cứ một vị thần nào, kêu danh bất cứ một vị thần nào, một vị Thiên Chúa nào ngoại trừ ta. Và chúng ta đọc trong bài đọc một ngày hôm nay trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy khuôn mặt của vị tổng lãnh thiên thần Michael đó cùng với các thiên thần giao chiến với con mãng xà. Và con mãng xà này chính là Satan, và tên gọi của nó là kẻ chuyên mê hoặc loài người. Và nếu chúng ta đọc ở trong sách Đa-nhiên thì chúng ta sẽ thấy sứ thần hay thiên thần tổng lãnh Michael đó đứng đầu tất cả các thiên thần. Và Ngài có một bổn phận rất quan trọng, đó là bảo vệ dân Thiên Chúa. Cho nên khuôn mặt của tổng lãnh thiên thần Michael là một lời tuyên xưng mạnh mẽ rằng Đức Chúa là Chúa các chúa, vua các vua, và dưới đất trời này chỉ có một mình Ngài, và duy nhất một mình Ngài mà thôi là vị Thiên Chúa.
và vương quyền của Ngài bao trùm tất cả, và ai ở dưới vương quyền đó thì được giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của mọi tà thần. Và cụ thể, ai ở dưới vương quyền của Ngài thì thoát khỏi sự ràng buộc và khống chế của Satan. Cho nên chúng ta vẫn cứ thấy cái hình mà anh chị em luôn luôn kính Tổng lãnh Thiên thần Michael, đó là hình của một vị thiên thần rất là uy nghi, cầm cái lưỡi đồng và đâm thẳng xuống, là hình một con quỷ. Và đó chính là Satan, kẻ chuyên mê hoặc con người. Đó là lời tuyên xưng đức tin thứ nhất. Lời tuyên xưng đức tin thứ hai, thưa anh chị em, đó là khuôn mặt của Tổng lãnh Thiên thần Raphael. Đây là một khuôn mặt rất dễ thương. Ngài xuất hiện như là một người bạn đường đến với Tobia con. Nếu anh chị em đọc sách Tobia, anh chị em sẽ thấy có một khuôn mặt, một chàng trai rất là dễ thương và hiếu thảo đối với cha của mình, là ông Tobia cha, có đôi mắt bị mù. Và thế là chàng ấy lên đường và gặp một người bạn đường rất tuyệt vời. Người bạn đường này đã tìm được thuốc cho cha của mình. Và người bạn đường này không chỉ thế mà còn xê duyên cho Tobia nữa. Và cái chữ Raphael đó, cái chữ El đó có nghĩa là Thiên Chúa cứu chữa. Rapha có nghĩa là Thiên Chúa cứu chữa con người. Thiên Chúa trở thành một người bạn đường, một vị Thiên Chúa mà là Chúa các chúa vua các vua đó, Ngài không có xa lạ. Ngài đi vào trong nhân loại này, Ngài trở thành bạn hữu của chúng ta, Ngài đi vào đời sống rất là thường nhật của con người, Ngài chạm vào đời sống con người đó, Ngài chữa lành cho con người, Ngài chúc lành cho con người, Ngài xe duyên cho con người trong cái hạnh phúc gia đình. Khuôn mặt của vị Tổng lãnh Thiên thần thứ ba đó là Gabriel. Gabriel đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Và sức mạnh của Thiên Chúa đó chính là sức mạnh của tình yêu, thưa anh chị em. Bởi vì sứ thần Gabriel đã đến và loan báo tin mừng, mà đó là tin mừng con Thiên Chúa làm người. Này, quyền năng của Đức Chúa sẽ bao phủ bà sẽ cứu mang con đấng tối cao, và Ngài sẽ ngự trên ngai vàng vua David tổ tiên của người, và vương quyền của người sẽ trị vì muôn đời. Đó là vị sứ thần loan báo tin mừng nhập thể. Đó là vị sứ thần cho chúng ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa không chỉ đến và đi giữa con người, không chỉ chúc lành cho con người, làm bạn với con người, mà vị Thiên Chúa đó còn nên một thân, một phận với con người, mà nơi đó cùng chia sẻ hết tất cả những đắng cay ngọt bùi của con người trong cái thân phận này. Không chỉ thế mà còn đi cho đến tận cùng cái chết, chết cho con người, để cứu con người khỏi chết. Vì vậy mà chúng ta thấy trong bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sứ thần Gabriel đó đã cầm cây thập giá, và Chúa Giêsu Kitô hướng nhìn về cây thập giá đó. Thưa anh chị em, đó là ba lời tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, rằng Thiên Chúa là Đức Chúa và là Vua, rằng Thiên Chúa là đấng cứu chữa và là bạn của chúng ta, rằng Thiên Chúa đã nên một thân một phận, Thiên Chúa đã làm người thật sự để cứu chúng ta khỏi thân phận đau khổ và phải chết. Và cả ba cái lời tuyên xưng đó cũng là ba lời loan báo, ba lời tiền hô. Bởi vì tất cả những gì mà ba vị Tổng lãnh Thiên thần đó làm trong cái sứ mạng của mình, cuối cùng đều tập trung vào Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô chính là Vua các vua và là Chúa các chúa. Vương quyền của Ngài xuất hiện, Ngài tiêu diệt Satan, tiêu diệt sự chết. Satan nói rất là rõ, ông đến để tiêu diệt chúng tôi. Và Chúa Giêsu Kitô xuất hiện ở đâu thì nơi đó người ta được chữa lành, người ta được giải thoát khỏi ách nô lệ của Satan và ma quỷ, người ta được sống lại. Cho nên Ngài nói, ta là sự sống lại và là sự sống. Nhưng Ngài còn là một người bạn. Thầy không gọi anh em là tôi tớ, Thầy gọi anh em là bạn hữu. Bởi vì tất cả những gì Thầy nghe được từ Cha, Thầy đã nói hết với anh em.
Và khi chiêm ngắm bức linh ảnh mẹ hằng cứu giúp, chúng ta bắt gặp khuôn mặt của mẹ đang bồng vì Đức Chúa đó. Vì Đức Chúa là Chúa các chúa vua các vua, vì Đức Chúa là đấng cứu độ, đấng chữa lành và bạn hữu của con người, vì Đức Chúa là đấng cứu độ, đấng đến để chết và giải thoát con người khỏi cái chết, đưa con người vào sự sống đời đời. Và Đức Trinh Nữ Maria đó đang nhìn chúng ta và mời gọi chúng ta đến với con của mẹ, đến với vị Thiên Chúa mà chúng ta đặt hết niềm tin của mình vào. Và cách đây không lâu, tôi có gặp một chị. Chị ấy nói là cái hoàn cảnh rất là đau khổ. Có một người chồng, thưa anh chị em, nhưng mà cái ông này thì lại xì ke ma túy. Có một đứa con gái duy nhất, và chị ấy rất đau khổ vì cái người chồng này. Anh ta không có cai nghiện được, cho nên chị ta làm bao nhiêu thì tiền không chỉ là lo cho con, hoặc là ăn uống một chút xíu trong gia đình, rồi còn lại là đưa hết cho chồng của mình để anh ta hút chích. Và không có cách nào khác, và nó trở thành một cái gánh quá nặng. Chị ấy quá đau khổ và dường như là kiệt sức hoàn toàn, không đứng lên được. Bởi vì bản thân của mình không chỉ đau khổ trong tâm hồn khi nhìn mỗi ngày người chồng của mình, người bạn đời của mình ở trong cái tình trạng bệnh tật và nghiện ngập. Càng đau khổ hơn thì con cái của mình thiếu thốn. Càng đau khổ hơn nữa khi mà nợ nần đè nặng trên gia đình. Và chị ấy hoàn toàn là kiệt sức. Và chị ta cầu nguyện với Chúa như thế này: Lạy Chúa, con không có sợ thập giá. Chúa cho con thập giá gì cũng được. Thập giá mà Chúa cho con á, Chúa cho cái thập giá nào mà nó cứng một chút, bằng sắt, bằng đồng, bằng nhôm, bằng gỗ, cái thập giá nào mà con vác được á, để con có thể đứng lên và con đi. Đằng này Chúa cho con cái thập giá bằng bùn, con vác lên nó tuột xuống, con vác lên nó tuột xuống, con không có đứng lên được. Và con cứ càng ngày càng bị lún sâu trong cái vũng bùn này. Lạy Chúa, xin cứu con. Và Chúa đã nhầm lời, thưa anh chị em. Chúa đã chữa lành cho người chồng của chị. Nhưng mà cái căn bệnh mà anh ta mang nó sâu hơn, khi mà anh chị em biết xì ke đó thì một thời gian nó bị mục xương, cho nên là cuối cùng thì không được bao lâu anh ta đã qua đời. Và cũng kể từ cái giây phút đó, chị ấy bắt đầu đứng lên, và đứa con gái trong gia đình nó cũng bắt đầu đứng lên, và bây giờ đã có cháu ngoại. Và chị ấy nói với tôi rằng: Điều quan trọng nhất cha biết không, là sự bình an. Chúa gửi đến điều gì con cũng nhận. Con chỉ xin Chúa một điều: cho con được bình an. Bình an là tất cả, thưa cha. Và lúc đó mình sẽ vác được hết tất cả, và Chúa muốn mình như thế nào cũng được. Và tôi nghe cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã có được sự bình an nội tại đó trong tâm hồn của mẹ. Sự bình an đó là gì? Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà cưu mang con đấng tối cao. Sự bình an của mẹ là có Chúa ở cùng. Và vì vậy mà mẹ đã đi với Chúa cho đến tận cùng dưới chân thập giá. Cho nên hôm nay chúng ta lại mừng tước hiệu là mẹ quan phòng. Sẽ không khi nào có vinh quang nếu không có thập giá. Sẽ không bao giờ chúng ta bước vào cõi sống vĩnh hằng và hiểu được sự sống đời đời nếu không biết được thế nào là đau khổ và chết. Đức Mẹ không giải thoát chúng ta khỏi đau khổ. Nhưng Đức Mẹ quan phòng là gì? Là mẹ sẽ đặt chúng ta dưới vương quyền của Thiên Chúa là Vua và là Chúa, sẽ đặt chúng ta trong sự bảo trợ của chính Đức Chúa Trời, của con mẹ, mà nơi đó chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực của Satan.
Đức Mẹ sẽ chữa lành chúng ta, nhưng sự chữa lành lớn nhất mà Mẹ ban cho chúng ta không chỉ là thân xác này, mà Mẹ ban cho chúng ta ơn chữa lành đức tin, mà nơi đó chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa của mình. Và hơn tất cả, Mẹ sẽ đưa chúng ta đi vào mối tương quan thiết thân với Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô, mà chúng ta sẽ nếm cảm được cái tình yêu của Ngài, tình bằng hữu của Ngài, Đấng đã thí mạng vì bạn hữu của mình, vì mỗi người chúng ta. Và chúng ta sẽ có được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn, và anh chị em sẽ cùng với Mẹ mà vui mừng đón nhận hết tất cả những gì mà Chúa gửi đến cho mình. Và cuộc đời của mình sẽ trở thành dấu chứng của thập giá của tình yêu hiến mạng của Thiên Chúa hiến mạng vì nhân loại này. Và chúng ta hiệp cùng Ngài tiếp tục hiến mạng sống mình cho tất cả anh chị em của mình. Cho nên xin Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Raphael và Gabriel chuyển cầu cho chúng ta, và xin cho lời tuyên xưng nơi môi miệng và sứ mệnh của các Ngài cũng là lời tuyên xưng nơi cuộc đời của chúng ta. Xin Mẹ Hằng cứu giúp cũng bồng bế chúng ta và đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu thế. Amen.